câu nệ. Liệu niềm tin có còn trao cho những thứ khi mình ô đi, những thứ khi mắt khô đi. Anh đã xót thương khi nhìn một thứ bằng đôi mắt nhỏ rơi vào trong trạng thái suy nghĩ đôi mắt đã hoắt đỏ. Giấc mơ này là con dao, cảm xúc của anh đã bị cắt nhỏ. TV tắt bỡ nhắc nhớ, thời gian bây giờ là liều thuốc tắt thở. Vài vết thương trong thân xác này cần vá nhiều. You are my Tylenol, nghĩ đến em khi tim anh quá liều. All the medicine that I need, can't you see? You're the only medicine that I need, my remedy. Yeah, cũng cho là ta cả thôi. Có lúc paranoid khiến mọi chuyện xa ra thôi. Em là thứ khiến vũ trụ này thêm sắc. Quên nhắc tiếng tích tắc trôi qua như không hề tồn tại. Khi trong đầu anh giọng của em vẫn còn lại. Lúc còn dài đôi mắt đó lại chờ nâu. Anh để linh hồn trên trời, còn thân xác này ở đâu? Anh ước mây kia có thể cho đúng về nơi thuở đầu. You are my Tylenol, để liều thuốc này được giảm đau.
Vì sao không như con mong muốn? Ba trả lời, đâu phải trời nắng là mưa sẽ không tuôn. Và con biết, con không thể mãi đi bên cạnh người ta. Và con biết, thay thế con sẽ là vài ba người lạ. Và con biết, thời gian này con và cô ấy cần xa. Và con biết, đêm nay con chẳng có gì ngoài cần xa. Làng khó dày đặc nhưng con vẫn nhìn đăm đăm. Vì sau khi yêu người ta từng chúc cho nhau hạnh phúc trăm năm. Vì sao họ ước được bên nhau đến khi cả hai bạc đầu. Rồi họ thề thốt sẽ vì nhau hy sinh dù nhảy vào vạt dầu. Và con cũng biết nói dối nhưng không dành cho người con yêu. Khói cần đêm nay sẽ dẫn lối, nhạc buồn nhưng vẫn làm con chiêu. Tâm con thì nói mày cứ khóc, khóc cho thật nhiều nhưng con vẫn cười. Đâu có ai hiểu. Chỉ cần đôi
còn thiêu đốt tình yêu trên xa lộ nắng cháy. Không phải xe hơi mà là đèo nhau trên chiếc xe gắn máy. Giờ ngước nhìn lên trần nhà lại thấy tụi con nắm tay, tụi an ủi lòng vì ít nhất tụi con cũng đã từng đắm say. Giờ cần ơi cho hỏi hút cần là sai hay là say, hay chỉ đốt khi ta cần hai hoặc cần bay như chu can. Cẩn thận em sợ nó bị đời bỏ thí, bản thân lại không ngừng đốt vì mong nỗi buồn được nhỏ đi. Con không ít nói, chỉ là khó trải lòng. Lẽ ở phía sau màn khói, có ai đang chờ con không? Từ điện thoại, dòng mẹ vang lên không nhanh không chậm, nhưng vẫn rất ấm. Là con im lặng cũng đừng để cảm xúc con câm, vì con không nói nhưng đâu có nghĩa. Chẳng biết chẳng ke, và điều làm con đau nhói, con nên giả điếc chẳng nghe. Con đang tập quên, thứ hơi ấm bên tay con những đêm hè, thay thế bằng quýt, mỗi một hơi nỗi buồn lại vơi thêm nhẹ. Một làn sương khói có chút lấp lánh như ánh sao.